Để xem bao nhiêu tiền nào. Mạnh Thường Quân mua đồ cho các con đây cả nhà, ngon quá. Đấy, hôm nay ăn một quả dưa. Hôm nay các cháu ăn một quả dưa, ăn một nải chuối, ăn một ký nho. Đấy, cái này để mai ăn này. Cái này để mai cho các con ăn này. Mạnh Thường Quân mua nhá, không phải mẹ cháu mua đâu. Mạnh Thường Quân mua cho các con này. Đấy, ngày mai là ăn ngày mai. Bây giờ để ở tủ mát ngày mai ăn này. Mẹ cho xem thôi. Mấy đứa này sướng à? Nào, mấy đứa này sướng à? Đấy. Dưa kìa, quả dưa kìa, kìa.